Bài nói chuyện này có tựa đề là bạn có trách nhiệm với bản thân của bạn hay không? Khi bạn kiếm tiền được rồi á, cái vấn đề ở đây á, phải biết cái cách giữ và cách làm sao để nhân cái tiền lên. Có một cái câu chuyện như thế này các bạn, có một cái tấm hình thì các bạn cũng có thể thấy trên cái thumbnail mình sẽ để hình ông Bill Gates. Ông đứng, cái người ông Bill Gates đó là ông sở hữu cái số tài sản là trên 100 tỷ đô, là cái người cách mạng hóa cái ngành công nghiệp máy tính cá nhân, là PC các bạn, Personal Computer, sở hữu một quỹ từ thiện lớn nhất thế giới các bạn. Mà khi mà ổng xếp hàng, ông này gọi là thuộc cái giới gọi là giới siêu giàu, là siêu tỷ phú luôn á, chứ không phải là tỷ phú thường nữa, vẫn đứng xếp hàng chờ tại một cái quầy mua Burger King. Cái burger này trị giá có 395 đô, các bạn thấy khủng khiếp không? Đó, các bạn phải hiểu cái vấn đề ở đây á, là họ giàu mà họ không có phải như là những cái người mà phô trương đó. Và các bạn nhìn vô cái tấm hình là bạn thấy là đây là cái người đàn ông là giàu nhất thế giới trong 2 thập kỷ qua. Ông mới có bị hàng nhì, mới gần đây thôi nha. Thế nhưng mà ông vẫn cứ đứng xếp hàng như một cái người rất là bình thường, không có cái gì mà gọi là khác thường á, không có ăn mặc phô trương lòe loẹt, không có ăn mặc đồ hiệu xa xỉ gì hết các bạn. Không có một món đồ trong cái người, bạn có thể nhìn thấy cái hình của ông, không có món đồ nào mà đắt tiền luôn. Chỉ có một chiếc quần jean, áo khoác, một đôi giày, không có hiệu gì hết luôn. Khi mà các bạn nhìn vào cái bức hình này đó thì bạn sẽ thấy được những cái điều như thế này nè. Bạn có bao giờ lên truyền hình các bạn coi những cái nghệ sĩ showbiz, những cái nghệ sĩ của Việt Nam mình đó các bạn. Mấy cái người mà ở Việt Nam đó, ca sĩ đồ này nọ, người ta cứ khoe cái đi xe này, hàng hiệu kia. Nhưng mà thực chất đó các bạn, không phải ở Việt Nam mình đâu các bạn. Ở nước ngoài, ở Úc, ở Mỹ, ở đâu cũng vậy á, người ta toàn là thích phô trương gì các bạn. Những cái hiệu Gucci, Hermes, Versace, Louis Vuitton, những cái hiệu rất là mắc tiền, rồi đi ở nhà penthouse, ăn ở biệt thự, rồi khách sạn 5 sao, 6 sao, còn đi đâu thì cũng đi Ferrari, Lamborghini hoặc là Rolls Royce và những cái hiệu xịn như vậy. Không biết họ làm được bao nhiêu nhưng mà họ tiêu thì thấy bao nhiêu. Thì các bạn nhìn vô đó thấy toàn là tiêu sản không à, có thấy tài sản đâu đâu. Thì các bạn nhìn vô cái bài này mình nói là bạn có trách nhiệm với bản thân bạn hay không. Thì bạn nhìn thấy đi, những cái người nghệ sĩ, thậm chí những cái người mà đá banh rất là giỏi, lương của họ một tuần mấy chục ngàn bảng Anh luôn, nhưng mà họ vẫn không vào cái giới siêu giàu được. Tại vì sao? Tại họ đâu có business nào đâu, họ vẫn đang làm tư, hoặc là người ta vẫn đang làm công ăn lương, mà làm gì mà giàu chứ được. Các bạn cứ nhìn vô những cái người nghệ sĩ, người ví dụ như những ca sĩ nổi tiếng rồi này nọ, họ cũng phải đi hát để mà ra tiền thôi à, chứ họ đâu có lập công ty. Họ cũng có công ty nhưng mà làm công ty của người ta đâu phải về tài chính đâu, và công ty của họ đâu có tạo ra một cái đột phá gì cho cái thế giới này đâu các bạn. Các bạn nhìn đi, tất cả những cái thứ đó là những cái tiêu sản không á, không phải tài sản đâu. Các bạn đừng có lầm tưởng cái hiện tượng sống xa xỉ nó phô trương này không chỉ ở giới showbiz Việt Nam đâu, ở toàn thế giới luôn á. Rồi các bạn thấy rồi, có một cái bộ phim là Rich Rich Kid á, là những đứa trẻ mà giàu có, những cái đứa trẻ ở Singapore hoặc là ở Malaysia hoặc là Indo, họ sinh ra nó đã ở vạch đích rồi. Những đứa trẻ này sinh ra là tiền của nó cách cả triệu đô rồi, nên cái việc tụi nó xài sang là cái chuyện bình thường. Nhưng mà vấn đề ở đây á, ba mẹ tụi nó không chỉ với tụi nó, và thậm chí ba mẹ tụi nó cũng không biết cái cách xài tiền như thế nào nữa. Sinh ra đã giàu có sẵn rồi các bạn, từ giàu cho đến nghèo, từ nam cho đến nữ, là hầu hết mọi người ngày nay là đuổi theo cái lối sống là phô trương các bạn, khoe khoang của cải vật chất cho thiên hạ xem, rồi để đó xã hội đánh giá bản thân qua những món đồ đó. Bạn thấy những cái video mà ở trên mạng YouTube của Việt Nam á, thấy những cái video nào mà những cái ca sĩ, những cái diễn viên đi chơi mà hàng hiệu, đi chơi những khách sạn đẹp rồi này nọ ở ở châu Âu, rồi nhìn thấy càng sang thì càng nhiều view. Nhưng cái vấn đề đó, cái giá trị của con người á, ca sĩ thì phải cần hát hay, thì không chứng minh bằng những cái bài hát hay, những bài hát để lại ấn tượng, hoặc là những bài hát có ý nghĩa, mà lại thì nói chung cái lớp trẻ bây giờ nó thích thích xem những cái mà như vậy. Bây giờ trái lại nha, mấy ông tỷ phú và các ông siêu tỷ phú là những người thực sự giàu á, mà thế giới biết đến, người thứ nhất, thứ nhì, thứ ba của thế giới, ba ông này hoặc là thứ tư, thứ năm gì, toàn là những cái người ăn mặc rất là giản dị, mặc có một cái bộ đồ mà mặc đi mặc loại hoài. Bạn có thể thấy trong quá khứ là Steve Jobs, rồi gần đây là Mark Zuckerberg, mặc có một cái áo đi làm, một cái quần jean, nó cứ họ có nhiều cái áo nhưng mà giống nhau hết các bạn, để khỏi có sự lựa chọn. Thời gian của người ta bỏ ra để người ta suy nghĩ làm những chuyện lớn, còn chuyện ăn mặc bình thường người ta không có quan tâm nhiều lắm. Những cái giới siêu giàu á, họ có một lối sống rất đơn giản, rất là dung dị các bạn, rất là bình dị.
Điển hình là bức hình đó, các bạn có thể thấy được Bill Gates vẫn đứng xếp hàng ngoài đường chờ đến lượt mình mua một chiếc hamburger. Không có bóng dáng nào là đồ gì hàng hiệu trong cái người của ông Bill Gates này đó. Không có đồng hồ Rolex, không có dây nịt Gucci, không có cái gì của Louis Vuitton hết. Và cái người bạn thân của ông, xếp thứ ba thế giới, ông giàu nhất thứ ba đó là Warren Buffett. Một là một trong những người đầu tư giỏi nhất thế giới, gọi là đầu tư huyền thoại lắm. Cũng vẫn chạy chiếc xe cùi bắp đi làm hàng ngày bình thường. Rồi Mark Zuckerberg nữa, Mark Zuckerberg thì chỉ mặc một cái chiếc áo thun ngắn xám có chữ F ở trong cái áo thôi của Facebook đó các bạn. Mình không có nói là các bạn sống như vậy là sai, và mình không có nói các bạn tiết kiệm tiền để bạn mua những cái đó là sai nha. Mình chỉ nói là không có gì sai đúng ở đây, mà cái mà mình nói đó các bạn, cái gì làm cho họ hạnh phúc, cái gì làm cho các bạn hạnh phúc. Bạn phô trương như vậy có giúp các bạn hạnh phúc được không? Hay là bạn phô trương vậy rồi sau đó thì bạn lại sống khổ sở với những ngày đó mà đi mượn tiền của người này người kia để mua những cái món hàng hiệu đó. Như vậy bạn có hạnh phúc, thực sự hạnh phúc không? Cái người tỷ phú, những người siêu giàu á, họ hạnh phúc á là những cái họ làm để cho xã hội này, có ích cho xã hội này các bạn. Điều mà họ làm cho họ hạnh phúc đối với là tầm nhìn và sự đam mê của họ đối với công việc của họ. Chính vì vậy là họ tránh xa những cái cuộc sống xa xỉ, họ không có chú ý đến vật chất, mà họ sẽ tập trung suy nghĩ và làm hết cái đam mê khát vọng của họ các bạn. Còn đối với các nghệ sĩ ngoài kia, ca sĩ và những cái đứa trẻ mà giàu có, thì việc ăn mặc sang chảnh thì giúp họ hạnh phúc, nhưng mà đó là chỉ có tạm thời các bạn. Bởi vì giàu sang hơn người khác có nghĩa là mình đẳng cấp hơn người khác, họ nghĩ vậy thôi. Nhưng không ít lâu sau họ sẽ bị cuốn trôi bởi sự ghen tuông và mong muốn, lúc nào họ cũng muốn hơn, thì cuối cùng là sẽ luôn luôn phải một cái đấu tranh chính bản thân họ. Họ cứ luôn luôn phải ngày hôm sau là phải giàu hơn rồi này nọ, nhưng mà thực chất họ không có hạnh phúc. Thấy người này mặc đồ xịn thì họ cũng phải mua đồ xịn, thấy người kia xài iPhone mới họ cũng mua iPhone mới. Nó không dẫn đi đến đâu hết các bạn. Rồi sau này sự ghen tuông và sự mong muốn sẽ luôn làm cho họ mong muốn giàu có hơn, phô trương nhiều hơn, và họ không hiểu là cái nguồn gốc là họ không biết cách sử dụng tiền các bạn. Và khi các bạn kiếm được tiền rồi đó, mà các bạn cố gắng bạn để dành để mà bạn mua những cái đồ xa xỉ quá khả năng của các bạn, hoặc là nhiều khi á bạn phải mượn người này mượn người kia rồi để mua mấy cái đó, rồi đi vay đi mượn rồi trả tiền lãi, rồi lại tiếp tục đi vay đi mượn cái mới ra. Bạn cứ chạy theo những cái xu hướng thời trang và những cái xu hướng của thế giới, rồi những cái mà mới nó ra thì bạn không bao giờ mà chạy kịp nó đâu các bạn. Bài học mà các bạn nhận ra từ cái tấm hình này là cái gì các bạn? Đừng bao giờ sống theo cái phong cách mà xa xỉ, và đừng bao giờ chạy theo cái thời trang cái kiểu này. Nó sẽ không giúp cho các bạn giàu có một cách bền vững được đâu. Và mục tiêu các bạn sinh ra là các bạn để làm giàu, chứ không phải là để được người khác thấy bạn giàu. Và một cái nữa là bạn hãy có trách nhiệm chứng bản thân các bạn. Mồ hôi, xương máu và nước mắt để các bạn kiếm được những đồng tiền, thì tại sao bạn không có trách nhiệm với chính bản thân các bạn? Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái bài chia sẻ tiếp theo của mình. Chúc các bạn thành công. Chưa đăng ký kênh các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm luôn nút chuông nha các bạn. Xin chào.